2023, Nguyễn Thanh Hà, cô gái Bến Tre đã mang về chức vương miện hoa hậu đầu tiên cho Việt Nam trong năm khi trở thành hoa hậu môi trường thế giới. Danh hiệu này giúp cho Thanh Hà có nhiều động lực và quyết tâm trong việc thực hiện những dự án đóng góp cho môi trường, các hoạt động thiện nguyện giúp cộng đồng. Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà cũng chính thức được bổ nhiệm vị trí đại sứ thiện chí trẻ Liên Hợp Quốc. Đây là một bước tiến lớn và đáng tự hào dành cho cô gái xinh đẹp này. Xin mời quý vị cùng nhìn lại hành trình cá chép hóa rồng của Nguyễn Thanh Hà nhé. Và tiếp theo xin được mời thí sinh Nguyễn Thanh Hà, số báo danh 099, sẽ cùng đến với phần thi ứng xử. Xin mời Thanh Hà sẽ chọn cho mình một lá thăm ở đây ạ. Và thưa quý vị, vị giám khảo đặt câu hỏi cho Thanh Hà. Xin được mời giám khảo Nguyễn Trường Sơn. Tôi xin hỏi em câu, nếu đạt danh hiệu Hoa hậu môi trường Việt Nam, em sẽ làm gì để xứng đáng là đại sứ cho cuộc thi đối với các hoạt động về môi trường? Em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Em xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Là một người trẻ và lớn lên từ vùng đất Bến Tre với đất đai màu mỡ và khí hậu thì rất lành cho nông nghiệp, em đã thấm thía ý nghĩa của môi trường sống đối với bản thân mình và những người xung quanh. Và ngày hôm nay em muốn kể một câu chuyện từ quê em đến tất cả mọi người. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2016. Tuy lúc đó em còn rất nhỏ, nhưng em đã thấy ông bà của mình cùng những người hàng xóm đã vất vả ra sao khi không có nước ngọt và đồng thì bị ngập mặn. Em hiểu rằng mình phải quan tâm và cố gắng hết sức bảo vệ môi trường, và đạt danh hiệu Miss Eco là một ước mơ cháy bỏng của em. Đó cũng sẽ là con đường mà em chọn để có thể cùng chung tay với các hoạt động bảo vệ môi trường. Và nếu em là một Miss Eco, quý khán giả sẽ chú ý hơn đến em và sẽ chú ý hơn đến những hoạt động bảo vệ môi trường mà em tham gia. Ngoài ra, với những bạn trẻ và lớn lên giữa dịch Covid-19 như em càng thấm thía nếu môi trường mình bị ô nhiễm, bệnh tật sẽ phát sinh và sức khỏe người dân sẽ bị đe dọa. Em đặc biệt muốn phụ giúp các chương trình hoạt động cùng bạn bè cùng lứa để có thể đưa thông điệp bảo vệ môi trường vì sức khỏe quanh ta đi xa hơn. Em xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn phần trả lời và những chia sẻ rất là cảm động thông qua một câu chuyện của Thanh Hà. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, Tân Hoa Hậu Môi trường Việt Nam xin được chúc mừng thí sinh với số báo danh. Thưa quý vị, đây là một số báo danh rất đẹp ạ. Đây là một số báo danh có hai số trùng nhau ạ. Và đó là ai ạ? Có lẽ quý vị đoán được rồi đúng không ạ? Miss Aman, yes. Và ngay bây giờ hãy cùng anh Quân và Thanh Anh Huyền sướng lên số báo danh này được không ạ? Xin được chúc mừng Tân Hoa Hậu Môi trường Việt Nam với số báo danh 099 Nguyễn Thanh Hà. Xin được chúc mừng Nguyễn Thanh Hà, Tân Hoa Hậu Môi trường Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu bà Bùi Ngọc Thu, Giám đốc Công ty Cổ phần Liên Astar, nhà tài trợ đồng hành, sẽ có gói quà tặng dành cho Tân Hoa Hậu, bao gồm tiền mặt là 300 triệu đồng, voucher 300 triệu đồng mua sản phẩm thuộc dự án bất động sản của Công ty Cổ phần Liên Astar, voucher nghỉ dưỡng 5 sao tại Phú Quốc 2 ngày 1 đêm và các quà tặng khác. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn và xin được chúc mừng cho những bạn thí sinh còn lại. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hoa hậu Môi trường Việt Nam, góp phần làm nên một hành trình thật rực rỡ, thật đáng nhớ với những trải nghiệm không thể nào quên cùng Hoa hậu Môi trường Việt Nam. Và xin được đặc biệt gửi lời chúc mừng đến Tân Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà, một cô gái rất xứng đáng với ngôi vị này. Và hy vọng rằng em sẽ cùng đồng hành với ban tổ chức để góp phần lan tỏa những thông điệp đầy ý nghĩa về bảo vệ môi trường đến với cộng đồng và xã hội. Và Thanh Hà cũng là người đại diện của Việt Nam tham dự với đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Eco International sẽ được diễn ra vào tháng 2 năm 2023 tới đây. Và xin quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho Tân Hoa hậu Môi trường Việt Nam. Từ những ngày đầu trở thành Hoa hậu Môi trường Việt Nam,
cô gái trẻ Nguyễn Thanh Hà đã chọn cho mình sứ mệnh lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Bằng những hành động thiết thực và gần gũi, từ sang tập luyện khát quật, Thanh Hà đến với gió cát sa mạc ở Ai Cập. Nơi cô chinh phục khán giả bằng những nét đẹp Việt Nam. Những duyên dáng từ trang phục, đến ý tưởng chất liệu bền vững, cô tự tin chinh phục trái tim khán giả. Top 11. Okay. First spot in the top 11 is Vietnam. Next, please, Ms. Vietnam. So, your topic is mental health. Thank you for your question. I think mental health now is the biggest problem in the world. And I think the mental health of the people in the social media now is a very important and popular. Because in the social media now, I think the bullying and the body shaming, and I believe we have to stop to do this to protect the our one love. Thank you. Next spot in the top five goes to Vietnam. Mauritius, Miss Vietnam. Your question is, after 3 years of the end of the pandemic, what do you think the effect it left on the society and on the environment? Thank you for your question. I think the pandemic has left major impacts on people's mental health, and many people have been struggling with depression and traumatic experience after losing their loved ones in the pandemic. And I am an advocate for improving mental health, especially among marginalized groups of people where the lack of health care has taken a toll on their recovery. And I always think our society also rethinks the way we treat the environment. Many people have taken action to reduce emission and carbon footprint by changing their daily routine. And I think the pandemic has changed our behavior in a little better way to the environment. Thank you. Okay,
Okay. In a couple of seconds, I will announce the name of the winner, which makes the other contestants automatically the first runner-up. Okay? Are you ready, girls? Miss Eco, International 2023. Và trở thành cô gái Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu môi trường thế giới 2023. Trong tương lai của mình nha. Surprise!